vẫn là tin thế giới. Nghi phạm vụ gọi điện khủng bố dọa bắn hạ máy bay Vietnam Airlines khi bay qua vịnh Tokyo vào ngày 5 tháng Giêng được xác định là một người đàn ông Nhật Bản. Cơ quan chức năng Nhật Bản đã xác định thông tin trên trong ngày 14 tháng 2 và truyền thông nhà nước Việt Nam loan trong cùng ngày. Tin nêu rằng người đàn ông này đã thừa nhận theo dõi thông tin chuyến bay trên Internet và nảy sinh ý định đe dọa an toàn chuyến bay nên đã gọi điện thoại với nội dung Chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua Vịnh Tokyo. Tuy nhiên, tin không nêu rõ danh tính cũng như tuổi tác, nghề nghiệp của người đàn ông Nhật Bản này. Người này cũng cho biết thực hiện hành vi trên một mình không có đồng phạm và thực hiện cuộc gọi không có vì động cơ nào hết. Cơ quan chức năng phía Nhật Bản cho biết trong lúc thẩm vấn, người này có những biểu hiện về vấn đề thần kinh không bình thường. Hiện phía Nhật Bản vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Nhật cho rằng việc đe dọa an ninh an toàn được xác định là có nhưng không nguy hiểm. Trước đó, chuyến bay VN5311 từ sân bay Narita, Tokyo về Hà Nội khởi hành lúc 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng Giêng giờ địa phương với 15 thành viên tổ bay cùng 47 hành khách. Khoảng 40 phút sau khi cất cánh, chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật nhận được một cuộc gọi từ một người có giọng nam tự sân là người Mỹ nói tiếng Nhật với nội dung như trên. Sau khi nhận được lời đe dọa máy bay của Vietnam Airlines đã phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay Fukuoka của Nhật Bản vào 13 giờ 2 phút giờ địa phương. Vào 15 giờ 48 phút giờ địa phương, máy bay được phép khởi hành về Hà Nội và đã hạ cánh an toàn. Giới chức Cục Hàng không Việt Nam cho biết đây là lần đầu tiên một hãng hàng không của Việt Nam bị đe dọa khủng bố và bắn hạ. Một ngày sau đó, vào hôm 6 tháng Giêng, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục Phòng chống khủng bố và Cục An ninh nội địa Bộ Công an đã phối hợp với phía Nhật Bản để điều tra vụ việc. Đồng thời, Công an Việt Nam cũng đã liên hệ với phía Cảnh sát Nhật Bản để điều tra xác định nghi phạm trả lời tên tờ Zing .vn trong ngày 14 tháng 2. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Huy Cương, chuyên gia luật từng tham gia xây dựng luật hàng không dân dụng Việt Nam cho biết: Có 3 công ước về an ninh hàng không mà thành viên tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO đều tham gia. Trong công ước các quốc gia cam kết hỗ trợ nhau trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, trừng trị hành vi can thiệp bất hợp pháp.